Xin kính chào quý vị và các bạn. Sơn Lai bếp nấu ăn là món đồ gia dụng thân thiết và làm người bạn đồng hành cùng chị em nội trợ và gia đình ăn gia đình ẩm cúng. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn nguyên nhân và tác hại của khí ga. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân rò rỉ khí ga để khắc phục, thông thường do mấy nguyên nhân sau. Rủi ro đầu tiên của khí ga là khi bị tích tụ lâu ngày trong phòng kín thì dễ bị bắt lửa và cháy nổ, rất nguy hiểm và để lại các hậu quả khó lường. Bản thân khí ga không gây ngộ độc, tuy nhiên nếu người dùng bị giam trong phòng kín và bị rò rỉ ga, chúng sẽ chiếm hết lượng khí oxy cần thiết, gây ngạt thở, buồn nôn và chóng mặt. Lắp bình ga chưa đúng quy cách, tự tháo lắp bình mà không kiểm tra kỹ hoặc chất lượng bình ga kém. Thao tác sử dụng chưa đúng, lỗ canh bị trào gây ra tắt bếp, mâm lửa bị gió thổi tắt mà không tắt bếp. Phòng bếp có không gian chật hẹp, không thông khí nên bị thiếu oxy nghiêm trọng. Bếp ga thông thường không đốt cháy hết lượng ga tiêu thụ, do đó sẽ tồn tại một lượng khí độc xung quanh môi trường lò bếp, về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.